Thơm rũa pha nó ra mà, ra. Cái này chân lông nó mềm. Cái này có 30 cân thì không bê được à? Bây giờ anh em sẽ cho lên thùi rơm. Đóng nhiều giờ đánh ở đâu? Đánh ở đâu? Đánh ở đâu? Xót nhà anh 20 cân tất cả. Cả xương. Cả xương phải 30 cân. Độc thịt gần 30 cân rồi. Độc thịt gần 20 cân á? Ừ. Làm phát con ồ hoa đừng nó ghét lỉnh lắm đấy. đâu mẹ xinh nhí mời anh em nhá. Tuyệt vời đấy bạn ạ, khỏe quá đừng à, đi ra là mâm đấy, đi ra đừng giàu lúc đi trên xá mà ngon quá ăn hết. Đầu xuân năm mới, anh em chúng em xin kính chúc tất cả các bác một năm mới an khang thịnh vượng. À, và bây giờ thì mời tất cả các bác cùng tiếp tục trở lại với cái không khí đón Tết ở trên bản chúng em. Thời tiết ngày hôm nay thì chuẩn bị chuyển mưa rồi. Trời khá là âm u các bác. Anh em đang tranh thủ làm rất là sớm một con lợn khoảng độ 1 tạ 4 đến 1 tạ 5. Thường thì mỗi dịp Tết đến xuân về ở trên bản chúng em thường chung nhau những con lợn, những con trâu để xẻ thịt ăn Tết. Cứ mỗi người một phần, ít khi ra ngoài chợ mua lắm các bạn. Con này được vừa tròn 5 nhỉ, nếu mà tính để ra riêng là hơn 5. Hôm trước thì gia đình em đã mổ lợn rồi các bác. Nên là hôm nay cái phần thịt lợn này thì chỉ có anh em trong xóm các bác mổ chia nhau thôi. Lát nữa thì gia đình em cùng với lại mấy anh em khác sẽ chung nhau một con bò. Đó là con bò thôi nhưng mà nó chưa phải là bò to các bác. Anh Thái, đăng ký công nào? Khoảng 10 hộ là đeo voi, còn thịt lợn chung riêng nữa mà. À, vàng là của mấy bác ở xóm ngoài, còn con đen là của anh em mình. Âm lịch tháng 12 là bà con trên em đã tập trung mổ lợn, mổ bò rồi. Cứ 5-7 hộ chung nhau một con lợn to, còn những con nhỏ tầm 30 cân cho đến dưới 50 cân thì có hộ gia đình nào đông thì tự thịt một con. Anh em vừa mổ lợn và chia phần xong rồi các bác. Thì bây giờ mấy anh chị em dùng bữa sáng xong là tiếp tục mổ bò. Đây thì mấy anh em làm cái bộ lòng ăn sáng. Nó thơm hơn là mình luộc nhiều nhỉ. Thơm, nó ra mỡ nó béo béo thơm nhỉ. Kiểu lẩu lướng ấy. Đóng cửa mua rồi lấy xong rồi cầm nắm đũa chạy đi ngay à. Vàng ươm nhỉ. Ươm luôn. Chuyện mật. Rớt bằng đấy thì không mà. Nguồn này ngang với dành quả dành dành. Con này nhìn bộ lòng ngon nhỉ. À, em mời tất cả các bác nhé. Mời cả nhà nhá. Chấm đây. Anh em dùng bữa nhanh rồi tiếp tục công việc là mổ bò. Để chiều đây sắp Tết. Ôi cái nó đã đắng đấy. Khổ rồi. Sao? Làm gì nữa? Nóng nướng, nóng nướng. Hai vợ chồng làm mét cùng nhau ở đấy à? Cái à? À kia vợ kia. Đi vào ăn đi. Hai mẹ con vào ăn đi.
Sáng nay thì mấy anh em làm nhanh hai món nằm nướng và món thịt tái. Tuyệt vời. Ăn này nó ăn nóng hổi còn ngon hơn con hôm trước ở nhà Cường. Hôm trước ở nhà đặt nó bằng không? Đúng rồi. Nó nguội đi. Nóng nóng này. Nhanh hơn là ăn uống đi bạn. Lấy tái của Cương này xem nào thành tái ăn món này. Thái vẫn dày. Đó, ngon. Ổn đấy. Ấy sang ăn ở sang. Ấy ăn đi chứ. Bắt chết rồi. Chết cái này còn ngon thì còn cái gì ngon hơn. Cái này ngon mà. Ngon thế à, Thắng à? Cái lòng ấy này ngon à? À, nấu nướng mình đi ăn ngày xưa còn gì nữa. Còn chín này vừa tăng nữa các bạn. Tăng, ngon lắm. Tầm 2-3 tăng. Nấu nướng ngon lắm. Đồ cao phải tăng thêm. Ừ, ngon lắm. Ừ, đấy. Cái này nướng lên nè, nó dày, nó phải mỡ mỡ chút nhỉ. Mà cái lòng nó dày này, nướng ăn nó béo, nó ngậy, thơm. Giờ 10 rồi. Nãy tao ăn cái này giòn lắm. Giòn mà, cái ấy giòn mà. Anh em chúng em dùng bữa xong nghỉ ngơi, bây giờ chuyển sang mổ bò để chuẩn bị chiều lên Tết các bạn. Con này chắc được hơn được tạ. Cẩn thận nó đá, cẩn thận nó đá. Anh em đang hãm tiết để làm tiết canh. Em ăn Tết nhiều quá. À, giọng cũng hơi lạc đi rồi các bạn. Thế là được cắn trên này là to nhất gì? Thơm đũa pha rất là ra mà. Cái này chân lông nó mềm. Bây giờ anh em sẽ cho lên thui rơm. Thường thì khi mà thui bằng khò thì nó sẽ vàng và nhanh hơn. Tuy nhiên mà lợn với bò mà thui rơm thì ăn nó sẽ thơm. Và mỗi cái dịp Tết như vậy thì trong làng em thường làm từ 2 cho đến 3 con bò thui, bê thui này các bạn. Chúa chín phải chia đều vào nhá. Thế lại phần hơn phần kém anh em này. Chưa đến phần chú cháu mình à? Chưa. Vợ chồng em cùng với mấy anh em đang chuẩn bị Tết ở bên nhà anh rể. Giờ mấy chị em đang tranh thủ làm thịt gà. Hai con. Tiết canh bò mà một chậu này thì bao nhiêu bát hả ông? Chậu này phải 40 bát. 40 bát tiết canh bò. Mang mấy sụn có bằng. Anh đua cũng mấy con đấy. Sốt nhà anh 20 cân tất cả. Cả xương. Cả xương phải 30 cân. Thịt gần 30 cân rồi. Độc thịt gần 20 cân á? Ừ. Ở chỗ đấy và nó chắc được tầm 30 bát đấy. Nhưng mà không bằng cái này đâu phải không? Không, cái sụn đấy cứng, dấm đấy. Dấm gạo. Cái này bóp lần này nữa là được rồi. Từ sáng làm mấy lần. Dạ dày bò nha các bạn. Dạ dày bò thì làm dạ dày bê, làm ong sách.
Cái này tí nữa làm lên ăn giòn lắm nhỉ. Để mà cho vôi vào bóp thì nó sạch hơn, nhưng mà ăn nó kém chất, không có chất lượng. Không có vị đặc trưng của cái ong sách bò. Nó trần đi, trần lại chín rồi. Thật mà. Sật sật giòn giòn. Trước thế cơ, mọi người cứ gọi là ong sách, mình cứ tưởng là cái món gì hóa ra là dạ dày trâu hay dày bò. Được được, chín rồi đấy. Xẻ ra mâm để nguội mới đánh. Nhân đánh chất canh này thì các bác phải để nguội thì đánh được. Vân ơi, về nhà ấy ạ. Đi hát karaoke bên hàng xóm à? Nhiều này phải để khá lâu nó mới nguội đấy. Vớt đây đi, không tí nó mềm quá. Phủ tục hóa vàng ở trên quê chúng em, sau khi mà báo cáo các cụ về ăn Tết cùng con cháu thì sẽ hóa vàng, và tiếp tục thì anh em con cháu sẽ dùng bữa Tết. Này bạn Thắm, băm được bao nhiêu đĩa thịt gào? 10 mâm nhưng mà vẫn phải băm 11 đĩa. Ngày Tết thì không thể thiếu xôi được các bạn. Này đông chưa anh? Đông. Thịt canh nha các bạn. Đấy, cái đây chuẩn đấy. Rồi và giấm cho vàng trước khi cho ong sách. Ong sách chính là cái dạ dày B ấy các bạn. Cái ong sách sau khi chín thì phải cho khế chua vào thì nó mới hợp vị. Dở đấy nhỉ. Cho một chén hạt dổi luôn. Bác cao tuổi với này các cụ ăn trong nhà trước, còn là lát nữa thanh niên với này con trẻ sẽ ăn ở ngoài sân. Ông Minh ngồi trong đi. Ông ngồi trong đi. Ở ngoài sân này thì các cháu nhỏ sẽ ngồi đây. Ngồi đây đi. Thế ngồi gần anh Tính ấy. Nhà mình ngồi dần bên này đi. Đang ngồi. Nào. 8 mâm mà, nhưng mà mới ngồi được 5 mâm. Còn 3 mâm chắc là sẽ đến muộn hơn. Thì cái đấy ăn nóng hợp lý đấy. Cái này ăn cơm bây giờ thôi. Không được, tao phải ăn được 3-4 mất cơm. Cơm ngày Tết của anh em chuẩn bị xong rồi các bạn. Cái thực phẩm chính của ngày hôm nay thì chủ yếu là cái ong sách, là cái dạ dày B này, tiết canh bò. À, thịt gà thì không thể thiếu trong ngày Tết rồi. Ui, đây, nào, 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 ui đi. Ui giời, chờ đợi ai nữa nào.
Đi uống dần đi. Tết rồi chạy xô em mà tất cả các bác nhá. Mời anh em nhá. Ăn đi các bác. Cái ong sách này 60 khế chua ớt và mắc khén hàn dổi ớt này tí cho nó cái cay nhỉ. Nó đúng. Tuyệt vời đấy. Giòn giòn dai dai sật sật. Còn giữ được mùi của bạn Thắm ạ. Không. Đấy, cái này mới đảm bảo thôi. Mãi đến anh Duy Hương, chú Thế Hương. Thường là đi đánh K2 rồi cơ. Để ba đợi chú. Đây là chém trắng này. Hả? Con tiết canh bò, tiết canh bò. Anh, Duy à? Vẫn là fan hâm mộ của anh em Hoàng Gia Vùng Cao. Sáng nay may mà có bạn vật được con bò đó, không nó chạy ra rừng mất rồi. May có tí bộ ăn cũng truyền lại thôi. Các bạn làm phát con ồ hoa đường nó ghét mình lắm đấy. Ngồi đây, ngồi đây, ngồi đây. Ở nhà chặt chưa, chưa chặt gì. Ờ, đây, đây, đây. Đâu, cho em tí nào. Anh em mình không học làm hết rồi nhỉ. Ở đâu, bát đây rồi, xin xin đưa đũa rồi. Quá đồng nguồn. Đó, mời anh em cái canh bò đây. Canh bò, canh bò, canh lợn dùng nhiều rồi, hôm nay chơi canh bò. Canh bê đấy. Canh đấy. À đấy, dòng tranh nào thiếu thiếu. Canh bò là đủ hết. Cưới là thế nhỉ, không cần lấy ra đi. Ăn đầu tiên. Này ai đánh vào đông ghê. Thứ hai. Đúng mùi quả là. Mùi quả. Con mùi quả. Đâu đâu đâu. Xin nhí. Mời anh em nhá. Tuyệt vời đấy bạn ạ. Con nó khỏe quá đừng là. Bức xúc. Đúng là tích canh bê thật. Các canh ăn mát nhỉ. Còn nguyên mùi bò chứ. Đúng có mùi bò thật, đúng cái canh bê này. Đúng mùi bê. Con nạp tí cho nó ngon. Đấy, cái cháu này nhặt. Đấy. À, cái chua một tí rau thơm mà. Tinh quý đâu. Một lá ấy mà. Không tính. Chắc là cái canh lời rồi. Tí ra mâm đấy. Đi ra đường dầu. Đúng đi anh em ơi. Cái canh bò vẫn có mùi bò thật. Đợi biết được. Tuyệt vời đấy. Hay là anh... Ta ngồi cuối cùng luôn. Ta mới ăn với thằng Vân. Có lẽ đến đây thì em Cương xin phép tất cả các bác được khép lại cái nội dung ăn Tết của ngày hôm nay tại đây. Cảm ơn tất cả các bác đã luôn theo dõi. Hẹn gặp lại tất cả các bác ở cái nội dung tiếp theo.